cha 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 la 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 la. Hãy cứ hát ca đi, hãy cứ sống yêu thương, dù cho bao dù cho rắc rối hà, mãi mãi quấn quýt nhau, mãi mãi hát khúc ca. Cậu vừa đủ xoài sung sari, cậu vừa đủ xoài sung sari. Gì đó? Ai chọc nữa đó? Gì khóc nói nghe bà cố nghe coi. Con buồn quá bà con. Có chuyện gì? Chuyện gì? Cái gì mà buồn nói bà cố nghe coi. Gì vậy? Hồi nãy á, con qua quán Bikini á. Sao? Nó chửi vô mặt con. Mà nói về cái đường xấu xí, cái đường quê mùa. Mà chửi bà cố á là cái bà già xấu xí, bà già tóc bạch kim, hung dữ, bậm trợn. Trời ơi, cái la lên chồng họ mình luôn. Trời ơi, trời ơi, cái con quỷ này. Nghe đồn á, ai vô quán mà cũng chửi hết trơn trời. Gia đình mình nó là dám động tới con này nó ngon rồi. Bữa nay nó ra qua tụi bẻ anh nó coi, đi theo với con. Là ủa, Chính, Sầu Riêng, hai người hình như cứ nét mặt không vui phải không? Cái chuyện gì vậy? Vui lắm. Đi quánh nhau nè đi không? Thôi. Sao kêu Dung đúng người quá vậy? Đánh nhau cái gì? Đâu, thằng nào con nào giật chồng giật vợ, trời tôi đánh mà không có đẹp, không ăn tiền. Đi, đi đánh nhau đi, đi. Đánh cháu mày Kim Tê Hi á. Nó giật chồng ai? Ủa cháu tôi là gì nữa mà. Sao tôi đánh nó được? Ủa mà chuyện gì vậy? Nói. Hồi nãy á. Mày con gái vô duyên quá. Mày vừa khóc vừa nói làm sao tao nghe được? Tránh thời gian mày khóc, còn không là mày nói chứ đừng làm gì hai thứ trộn lộn lại, hiểu chưa? Sao? Hồi nãy con nói một Kim Tê Hi á, bà chửi trong mặt con nè, bà nói còn là đồ xấu xí, đồ quê mùa. Đây à, bà già tóc bạch kim, bậm trợn, xấu xí, hung dữ. Đó, bà chửi cả dòng họ con luôn vậy á. Mày coi đi, mày coi đi, dòng họ nhà tao có mắc mớ không bà? Giải nó mà nó chửi dòng họ nhà tao hả? Ơi, thôi được rồi. Rồi nè, ai đời ta mở quán rồi để ta bán nước, chứ ta đâu phải mở quán để khách vô mà chửi người ta. Bữa nay tao nói cho mày biết nha, tao sẽ thấy trời hành đạo, tao qua tao dạy dỗ con cháu của mày để xem nó còn hỗn hào như vậy không. Đi con. Không, trời bình tĩnh lại Kính ơi. Cái gì vậy? Chỉ chửi thôi mà làm gì thay trời hành đạo, giống như đi giết người vậy. Bình tĩnh lại đi. Thì hình như là mỗi lần tôi chọc là bà nhô lên bà tức phải không? Bây giờ vậy nè, tôi sẽ chạy ra, tôi coi nó buôn bán như thế nào mà để khách bắn vốn như vậy, rồi tôi sẽ dạy dỗ cháu của tôi nghe, rồi sau đó là tôi sẽ qua đây để báo cáo cái tình hình kết quả cho Chính Sầu Riêng biết nghe, được không? Cái gì? Mày đi qua bển hả? Mày kiểm tra hả? Ừ. Mày là gì của đó, mày qua bển sao nó dám chửi mày? Yên tâm đi, trời ơi lộ lộ mà, phải có cách. Chị cho em 2 ly trà đá đi chị ơi. Cái gì? Cái gì mà trà đá hoài vậy hả? Uống 2 ly nước mà đi là tính bao nhiêu ly trà đá rồi? Một bộ trà đá đâu có tính tiền đâu, đâu mà kêu trà đá hoài. Uống cái gì thì kêu nước ngọt nước suối, cái gì tôi đang phục vụ trà đá hoài. Sáng giờ uống 2 nước ngồi đó ngồi đồng luôn à. Wifi miễn phí ngồi đó xài hả? Đi về yeah. Tính tiền đi. Bực bội à. Cười cái gì? Uống lẹ. Em uống nước em. Em chưa hỏi bực bội hỏi ôi vui à, chị uống nước nha, vô đi, bữa nay có sinh tố ngon lắm, có kem nữa. Quá menu chết trời, người nước ngoài hả trời? Chắc bây giờ có biết tiếng Anh đâu. Cái gì? Sao vú riến cà phê biết rồi, miếu sữa biết rồi, gì nữa? Sữa nước biết luôn rồi, gì nữa? Tí ai trời đất ơi, cái gì đâu mà vừa trà rồi vừa sữa rồi vừa cà phê vừa nước rồi trộn vô uống cho bị tiêu chảy sao vậy? No biết tí là trà phải không? Ai tí trà đá đó. Thôi nghe, trời đất ơi, nãy mới chửi 2 đứa cơm chê rồi, vô quán người ta uống cái gì ta tính tiền được, trà đá làm sao người ta tính tiền được? Vô quán người ta uống trà đá là sao hả? Không bán trà đá đi, tưởng người nước ngoài sang chảnh lắm, vô uống trà đá đi đi. You. Cái gì? You sao? You go me. Go. Biến cái bà nội mày cái biến. Ủa? Ủa trời ơi. Gì lộ lỗ. Trời đất ơi sao bữa nay ăn mặc cái gì ghê vậy? Ghê cái gì? Hả? Ngụy trang trái hình á. Để coi cái cách phục vụ của cô thế nào. Phục vụ kỹ mà chửi khách dữ vậy? Trời ơi gì không biết rồi. Cái quán này nha, cái phong cách của con là độc và lạ nghe. Mặc dù là con chửi, người ta đi tới đồn quán con là cà phê chửi, nhưng mà khách vẫn đông. Tại sao? Nó tới đây để nó nghe con chửi, nó bị ghiền. Đúng rồi, nó nghe cô chửi nhưng mà nó tới đây là gì đọc cái lạ, để coi cái câu chửi của cô như thế nào. Nhưng mà họ sẽ đến đây một lần thôi, ông nội họ cũng dám đến lần thứ hai nữa. Mà nếu cứ như vậy thì riết quán của cô sẽ hết khách. Rồi tiền tôi mở ra tôi đưa cho cô để cô vay vốn mà mở cái quán cà phê này. Mà cô chửi khách cái kiểu này á, rồi mai mốt tiền đâu mà con trả cái gì hả? Con xin lỗi gì, tại vì cái phong cách của con nó vậy rồi, giờ con biết sao. Con phải đổi chứ, bây giờ con muốn phong cách của quán con độc và lạ. Dạ gì chửi bắt đầu từ chữ C. Đúng. Thì bây giờ phong cách của con cũng bắt đầu từ chữ C là gì? Là cười. Đó, cười. Thay con chửi con cười, khách sẽ thấy con cười, khách sẽ tới lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Là quán của con lúc nào cũng đông khách rồi, con sẽ có tiền trả gì chứ. Thôi dì ơi, hồi nào giờ con chửi quen rồi, cái tự nhiên mở miệng ra cái vọt chửi, không có quen cười. Tôi tập cho. Tập hả? Khách bên này muốn uống trà đá thì vẫn phục vụ cho người ta, mình tính tiền 1.000, 2.000 cũng là tiền. Lấy cái tôi trà đá đi, rồi tôi chỉ cho phong cách cười. Được con gì làm được không á? Được hết á. Em một cười vậy hả? Tại vì người ta không uống. Đi luôn rồi đó. Tại vì người ta không hay quá, đi luôn rồi kìa. Người ta không uống. Đây nè, đó trà đá nè, đó gì làm sao gì làm đi. Đây. Trời ơi sao con thấy khó khăn quá, chửi mà vẫn có khách mà, có gì đâu phải thay đổi phong cách. Làm gì? Trời đất ơi, giống quầy trâu chắc quá. Trà đá. Con cảm ơn con. Xong chưa? Xong rồi, người ta uống mà người ta còn cảm ơn tôi nữa đó. Ủa vậy thôi hả? Là đưa ra rồi cười vậy thôi hả? Đó, bây giờ cô đi công chuyện. Nhớ nghe chưa, thay đổi phong cách đi. Thay vì phong cách chửi cứ là phong cách cười. Rồi con sẽ có khách, nghe chưa? Vậy thôi hả? Cứ mời khách đi. Rồi thực hiện đi, lấy tiền trả cho tôi nha. Cái bưng ra rồi cười vậy thôi phải không? Cười. Coi người ta như là cha là mẹ, cứ cười và phong đưa người ta lên cha mẹ vậy, nghe chưa? Trời ơi vậy hả? Trời tưởng gì, cười thôi mà, ai làm không được. Phải thực hành liền. Anh trà đá. Sao kỳ trời, mà sao biểu tôi cười khách chạy hết trơn vậy? Cưng thì uống cà phê. Cà phê ngon. Cà phê. Sao kỳ trời, mà sao gì biểu mình cười sao? Giờ phải cười sao? Không lẽ mình cười hơi lố? Đúng rồi, phải cười gói ghém lại. Nè, mấy con mắm đuổi kia. Kim Tê Hi, phong cách cười, khách tới. Mời bà Chính. Không hả? Nhắc ma chị. Nhắc ma gì đó, gì con vậy con phải vậy đó. Dì thấy không, bà Chính với là con sầu riêng nó còn phải ngạc nhiên nha. Bây giờ con dẹp bán luôn cho dì vừa lòng, con có chịu đổi nữa đâu. Gì vậy? Trời ơi, bán buôn mà phải cười vậy mới có khách chứ. Đó, nãy giờ đó dì biết không, bao nhiêu khách đi ngang qua đây tính vô còn cười cái chạy. Buôn bán gì nữa, không dẹp quán đi cho rồi. Cái thái độ cười nó sao, đàng hoàng lắm không? Trời đất ơi, con cười đó, con cười nhu mi với nãy giờ đó. Trời ơi, cái này nó nhát người ta cho nó cười cái gì. Thôi mày ơi, mày nín đi mày ơi. Cười kỳ cục vậy. Bởi vậy không phải rồi. Là tôi đã dạy nó rồi, Chính, tôi dạy là phải cười nè. Ôi trời ơi. Thôi con nói gì nghe nè, hồi nãy giờ con đã quen với phong cách chửi rồi. Dì ơi, dì cho con sống thật với bản chất của con đi dì. Không được, không thể nào là phong cách chửi được. Bây giờ như vậy nè, bây giờ cà phê chửi không được, cà phê cười cũng không được, thì giờ mình tìm cách khác thôi. Bây giờ cách gì nữa? Cà phê thích thì chiều. Hả? Thích thì chiều có nghĩa là như vậy. Khách vô đây nha, cái quán cà phê giống như là cái quán cà phê tạp ký vậy đó. Khách kêu mày ca thì mày ca, khách tấu nước, khách kêu mày múa thì mày múa, khách tấu nước, khách kêu mày làm xiếc thì mày làm xiếc. Cái này không tính đó thì sẽ có khách thôi, nó sẽ lạ, nó có cái gì nó lạ lạ, gọi là cà phê tạp kỹ gì đó. À đúng rồi, đúng rồi, cái này tao thấy cũng được đó. Nhưng mà không được bà Chỉnh ơi, không có được chị ơi. Sao? Con là cháu gì vậy, phải hiểu con chứ. Con hát được không? Hát như con vịt đực. Con nhảy được không? Nhảy như con lăng quăng. Nghĩ làm sao mà thích gì chiều được. Nè, hôm bữa giờ là vì nghe mày chửi, nghe cái tiếng chửi của mày nó cũng hay gần như tiếng hát rồi đó. Vừa kèm nhạc vô là y chang như tiếng hát đó, rồi con nho như vậy cũng như là múa rồi đó, kèm nhạc vô là coi như là con múa được liền, nghe được liền đó, đúng nghe rồi đó chị. Thử đi chị. Thôi con sợ thử đi, được không? Em làm khách chưa? Làm khách luôn hả? Trời ơi được con, bây giờ được. Sao để nó làm khách luôn nè. Nó làm khách đó. Bây giờ chủ quán. Giờ có chủ quán đây. Cho một ly sầu riêng, vừa múa vừa hát vừa nhảy vừa ôm dấu. Ê, cái này là em làm khó chị được cưng. Ê, sao nữa? Dạ, bà Chính uống gì? Bà Chính uống gì nè? Cho tao một ly cam tươi, nhưng nhớ mà ca giọng cũ tao nghe. Trời ơi, bà Chính ơi sao bà Chính làm khó con vậy? Được hết đó, tới phiên tôi nè. Cho tôi một ly trà đá, nuốt kiếm cho tôi coi. Trời ơi, tàn ra khó không mà. Vậy sao? Dạ sao? Thích thì chiều. Hát đúng không? Dạ đúng. Ô kìa anh như cô tắm, con bắt năm ở xa mới về, giang người xinh sao xinh quá, đi hát đôi nát trời làng ta, mới ngày nào đua dây nhảy tuyệt, mà giờ đây cô tắm xinh như nàng tiền, bạch hoa sao phấn với mắt đa tình, và đây trà đá của em. Đừng lo mệt ơi. Dòng cổ. Con nghe ông hồ chị nha. Dòng cổ. Dạ đây, con mời bà Chính uống nước và nghe dòng cổ. Là người sao lại đeo các dây chuông mà lạnh lùng khép cầu. Là có biết điên đã đến đây bao nhiêu ngày. Đến tao đang quỷ. Trời ơi, cái này mày hú cho mày hát cái gì? Nãy giờ 8 người khách, 8 người, người nào con cũng hát, con nhảy, con múa, con khiêu vũ giống như một con điên vậy đó. Vậy mà người ta cũng bỏ, người ta chạy hết chưa? Thì tại vì mới mà nó còn lạ gì đó, ráng đi. Người ta có câu là thất bại là mẹ thành công. Tất cả là tại mày hết trơn. Nhiều khi khách người ta thích ca thì mày nhảy, thích nhảy thì mày ca được rồi, vậy sao mày chịu? Đúng cái gì? Bởi vậy khách vô nữa, khách vô. Giờ sao? Thích thì chiều. Dạ anh ơi, dạ em mời anh ghé quán em. Dạ mời anh ơi. Anh à, hôm nay quán em đổi phong cách, thích thì chiều. Anh thích gì em chiều nè, anh thích em hát hay em nhảy nè? Làm gì cũng được. Làm gì cũng được hả? Nhưng mà anh uống cái gì đem biết em phục vụ nè? Thích thì chiều thì cho gì cũng uống được á. Cho gì cũng uống hả? Nhưng mà anh phải nói món gì để em mới làm cho đúng ý anh được. Cái bắp đi. Cái bắp. Trời ơi, anh men quá à, em thích anh rồi đó. Đợi em chút xíu nha. Trời ơi, tao uống sữa bắp mà nó kêu bằng hai ngọt sữa. Mà tao uống sữa bắp nó kêu là men. Sữa mà men cái gì trời. Dạ anh ơi. Dạ, đây là món sữa bắp của quán em. Bây giờ quán Thích Thì Chiều sẽ phục vụ anh một bài ca nhạc nha. Đúng theo lứa tuổi của anh. Anh đợi xíu nha. Châu lên bà, châu đi mua dao. Cô từng châu là châu không không nhẹ. Không nhẹ là mẹ lên đường dây. Ông vào nhà máy, ông lại vui, lấy cày. Làm có gì đâu mà ghê. Hát đây, để tối tiền. Tối tiền, châu lên bà, châu. Rồi chạy luôn rồi đó. Chưa nói rồi mà không nghe. Đó là không có hát được, không có phong cách này được. Mày nghĩ sao ta bay lớn vậy, mày ca bài Cá Lên Ba. Thì đó, thì bây giờ hát hết bài rồi. Nó uống sữa thì thấy tâm hồn nó trẻ thơ. Trời, phục vụ theo đúng lứa tuổi. Trời ơi, thiệt tình á. Thì bởi thôi vậy, từ từ ráng lên đi chứ giờ sao giờ. Cô đã nói rồi. Ủa khóc nữa kìa. Con không hợp với phong cách Thích Thì Chiều. Phong cách cười con không thích hợp. Con chỉ hợp phong cách chửi thôi. Nhưng mà mày chửi cái ai vô nó không, mà cứ chửi hoài là sao? Trời ơi khách nườm nượp gì ơi. Vậy hãy cho con trở về là Kim Ti của ngày hôm qua đi về. Con muốn được chửi. Vô ngồi đi nè. Bữa nay chị chửi lại hả? Bữa nay chửi lại rồi uống gì nói. Kêu một lần thôi nha, kêu lần thứ hai tôi có làm đâu, có gì nói. Nước cam đi chị. Nước cam đúng không? Nước cam cũng phải từ từ người ta làm chứ phải kêu một cái là phải hối đem ra liền, tôi ghét hối nghe chưa? Dạ. Hồi đó đời rồi đem ra lũ nghe chưa? Ấn tượng. Ấn tượng vậy đó, bây giờ sao? Chụp hình cái gì? Chụp hình là phải trả tiền nghe chưa? Phải vô quán tôi muốn chụp là chụp nghe chưa? Xài wifi là phải thông báo lời ý kiến của tôi, chứ phải muốn xài là xài nghe chưa? Bực bội à, ngồi đợi để tôi đem nước cam ra. Bực bội à? Phải nói kia nhìn cái gì? Kìa, mày chửi lại rồi nè. Đúng không? Chị chửi hay chị? Ngồi xuống. Kêu cái gì kêu một lần một, tôi không muốn kêu lần thứ hai nghe chưa? Uống luôn phải không? Uống thì ngồi xuống. Uống cái gì kêu một lần một, ta làm luôn. Kêu lẹ. Con nói đá chửi đi, chửi gì? Chị vừa chửi vừa làm luôn đó chị. Chị đang chửi nè, chửi gì chửi hoài vậy? Chửi phải kháng chiến cho tình hình chút xíu chứ. Cái trời đất ơi, trên đời trời đất tôi mới thấy lần đầu. Cái trời ơi, trời ơi, thanh niên nam nữ vô quán là nghe nhạc rồi tâm sự với nhau đúng không? Trời ơi, đằng này tụi nó thích nghe chửi là sao? Biết bây giờ nó suy nghĩ gì vậy trời? Thiệt tình bỏ tài. Cha cha cha, la 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 la, la 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 la.